Hello, hello các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc review về cửa đông của thành nhà Hồ. Vào một ngày không được đẹp trời cho lắm. Trên đường đi thì chúng ta có thể nhìn thấy những phiến đá, những nơi còn rất nguyên vẹn, những phiến đá to phẳng, rất nguyên vẹn và những nơi có bị sụt lún đi rất một phần nào đấy do thời gian. Theo chúng ta được biết thì thành nhà Hồ được vua Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397 và chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Sử sách ghi lại vào năm 1397 trước nguy cơ đất nước bị giặc Minh từ phương Bắc xâm lăng, Hồ Quý Ly đã chọn đất An Tôn nay là huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng hoàng thành. Nhằm mục đích là chống lại quân xâm lược phương Bắc lâu dài. Sau khi hoàn thành thì Hồ Quý Ly buộc vua Trần Thuận Tông rời đô từ Thăng Long, Hà Nội ngày nay về đến Thanh Hóa. Đến năm 1400 thì Hồ Quý Ly lên ngôi vua thay cho nhà Trần. Thành nhà Hồ chính thức trở thành kinh đô của nước Đại Ngu. Lúc đấy Hồ Quý Ly đặt lấy hiệu nước là Đại Ngu, tức là niềm hạnh phúc an vui. Tuy vậy triều đại nhà Hồ chỉ kéo dài vén vẹn 7 năm, là triều đại ngắn nhất trong lịch sử của Việt Nam. Đến năm 2011 thì thành nhà Hồ được di sản văn hóa thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vẫn theo những tư liệu cũ thì chúng ta biết là thành nhà Hồ gồm 3 bộ phận: La Thành, Hào Thành và Hoàng Thành. La Thành là vòng ngoài cùng, chu vi khoảng 4 km. Hào Thành được đào quanh phía nội thành, cách chân thành khoảng 50 m. Và Hoàng Thành được xây trên bình đồ có hình vuông. Ngoài cửa chính là cửa Nam thì có 3 cánh cửa, thì các cái cửa Tây, cửa Đông và cửa Bắc đều chỉ có một cánh cửa. Cửa Tây và cửa Đông là nơi chúng ta đang đến đây có chỉ cao khoảng 5 đến 6 mét thôi. Trên đường đi thì chúng ta có thể nhìn thấy những phiến đá rất to, có những phiến đá rất dài và vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Có những nơi bị sụt lún và những nơi vẫn còn nguyên vẹn. Đấy là một kỳ tích của nhà Hồ. Điều đặc biệt ở đây là thành này cao và có những nơi còn rất nguyên vẹn hoàn chỉnh luôn. Thành Đông này thì hai bên thành đang còn hầu như là đang còn nguyên vẹn đến 99, đang còn zin đến 99%. Tôi sẽ đi đi qua đấy, đi sang mép bên này và tôi sẽ đi qua cánh cửa. Chúng ta đã không nhìn thấy đường lên, không nhìn thấy hướng lên trên 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 nóc của cửa Đông. Đây, chúng ta sẽ đi qua đây. Đấy, những các bạn có thể nhìn thấy những phiến đá xếp hình mũi bưởi. Đi qua cánh cửa này là ta vào bên trong của Hoàng Thành. Do không có đường lên nên tôi chỉ review sơ qua đến đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về thành nhà Hồ, về cửa Bắc. Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn xem. Hãy đăng ký kênh của tôi để được xem những video thú vị về thành nhà Hồ, về du lịch xứ Thanh.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.